máy sẽ đo 150. Nó từ Long An. Thì đầu tiên vô mình chào anh em. Anh em đây là cái kênh riêng của mình. Nếu anh em nào đây là, thì đây là kênh YouTube riêng của mình, thì ý kiến là ý kiến riêng của mình. Và nếu anh em nào không thích có thể bấm nét qua, hoặc là đừng có bấm sub. Đừng có xem mình nói. Đầu tiên cái xe này là mình thay tay gen Uma, nguyên cái gen Vin nha. Xe này là nguyên cái gen Vin, xe này là nguyên cái gen Vin, mình thay tay gen Uma Racing. Rồi cái Uma Racing này, tại sao mình thay tay gen Uma Racing, và cái điểm đặc biệt của cái hộp Uma Racing này như thế nào, thì cái xe này chủ xe đang đi là 57 bích tông Vinh. Đây đồ chủ xe đang đi ha, 57 bích tông Vinh móc mắt nè. Và chảo đầu đồ làm cũng rất là đẹp, xăng cụ canh rất là ok. Nhưng mà tại sao mình phải làm lại và cuối cùng là phải thay cái tay John? Khi mà mình gỡ ra mình kiểm tra cho chủ xe là lòng của chủ xe xước rất là nặng. À, thấy được không tin? Bớt trái chưa? Rồi quay được cái đường xước không? Đó. Thì cái lồng này của chủ xe xước rất là nặng và nó sọc luôn rồi, và sọc này sọc ở đường dưới. Thì cái đó là cái lồng. Còn tay dên thì sao? Tay dên thì là cháy tay lột tay luôn à. Đó. Anh em nhìn kỹ cái tay dên ha. Và lột cái tay dưới này rất là nặng. Thì mình mới tiến hành á. Thì theo ý chủ xe thôi, chủ xe quyết định là chạy máy thay dên và thay khung vạch đạn dên. Thì mình mới chạy máy mình thay tay dên Uma. Tay dên này cái điểm đặc biệt của nó là giống tay dên Vinh ha. Nhưng mà cái độ chịu nhiệt của nó cao cấp hơn và cái đầu tay nó cứng hơn cái tay dân Vinh rất là nhiều. Thì full cái hộp Uma chính hãng là nó gồm gì? Full hộp Uma là nó gồm tay dân Uma, áp dân Uma và bộ bạc đạn rế bằng nhựa. Điểm đặc biệt của nó là bạc đạn rế này bằng nhựa nha anh em. Đó. Thì full bộ nó gồm là tay dân, áp rế đầy đủ. Rồi. Thì lốc là mình đã vệ sinh sạch sẽ và mình lốc này vệ sinh sạch sẽ rồi ha. Rồi mặt đạn mình sử dụng là mặt đạn NTN Max in da băng. Đó thì bây giờ phần bụng máy là mình giới thiệu xong cho anh em rồi, thì bây giờ mình sẽ đi lên là phần lồng. Lồng là mình sử dụng lồng là thương hiệu ICS 62 của Ed. Lồng ICS. Cái điểm đặc biệt của lồng này là đường nướng này nè, nó rất là lớn. Cái sơ mi nướng nó rất là lớn, nó giải nhiệt tốt khi anh em đi tour xa. Và bích tông mình sử dụng là bích tông 62 đầu cao.
bạc rít, bạc này đi rất là ngon ha. Nếu mà anh em cho sẹt nhiều thì anh em sẽ biết cái thương hiệu bạc này nó rất là nổi tiếng. Rồi do anh lòng xong thì giờ mình qua phần nồi. Nồi mình sẽ dụng sử dụng loại là nồi Vinh của em, nồi Vinh 4 là sao của em trai là cái nồi này đó. Thì mình cái này là của mình có canh sẵn. Mình canh sẵn ở đây là cái gì? Mình canh sẵn về độ cắt bố, mình sẽ đi là bố chính hãng Yamaha. Cái bố chính hãng Yamaha này là nhập khẩu Indo, thì cái bố nó dày. Và nhiều anh em đừng có nghĩ là mình đi bố hãng á nó sẽ không bắt nha. Bố hãng á nó vẫn bắt bình thường, bắt hay không bắt là do bộ lò xo xo nồi của mình nó quyết định. Thì mình sẽ đi bộ lò xo nồi này, mình đi nồi là nồi 4 lò xo, và lò xo nồi mình sẽ đi là lò xo nồi này hơn. Nó vừa dẻo mà bóp nó không nặng, bấm là bay, bún là đi, đá là qua. Rồi cũ thì em trai sử dụng bố lô sắt lô, thì bây giờ mình sẽ sử dụng lại là bố chính hãng Yamaha Việt Nam. Còn lá bố này của mình là nhập khẩu trực tiếp Philippines hơn với lại Indo. Rồi do anh đầu lòng ti côn mình cũng sẽ từ hai ti côn mới. Ti côn của em trai là nở đầu cây rồi. Mình sẽ đây so sánh hai cái đầu ti côn. Cái đầu này bị nở, đầu này không nở. Rồi dên đầu lòng. Rồi sơn cam là luôn thay mới nha, sơn cam là luôn thay mới thôi. Thì giờ mình tới đầu. Đầu này là mình đã sử, hiện tại đầu bên mình là không có còn sấy số bắp như hồi xưa nữa ha. Đầu bên mình hiện tại là bây giờ là đang đi là số bắp ICS 1952. Đó, đầu mình đang đi là số bắp ICS 1952. Và cái miệng số bắp này nè, miệng số bắp này mình làm á là xử lý bằng những cái máy công nghệ cao nhất giờ. Thì nó đi, nó càng dập, mình càng dập nhiều á thì nó sẽ càng kín, và nó chịu được nhiệt rất là cao hơn. Miệng số bắp đồ đi rất là tốt. Thì cái điểm so sánh giữa hai cái vỏ đầu này, mình so sánh cho anh em là số bắp đây là mình sử dụng số bắp ICS. Còn cái đầu cũ của khách đó dàn hơi rất là đẹp, số bắp đồ thì cũng ok, nhưng mà đi số bắp này là số bắp Vinh. Số bắp này lấy là số bắp ở trên giờ xuống dưới, và số bắp này làm số bắp khác thay thế chứ không phải là số bắp đồ chơi. Thì mấy cái đầu này nè nó rất là dễ nở đầu hơn, nó xé khó luôn rồi nè, chọt nó hết ra, nó cứng nặng chịch nè, nó nặng nè hơn nè, nặng nè, nó nặng nè. Còn đầu mình gia công mình rất là nhẹ, chọt lên chọt xuống rất là nhẹ hơn, vậy thì nó mới tốt được. Rồi mình nói tới về ngoài, mình sẽ đi cho khách là họng xăng SCK 36. Họng này là họng SCK 36 hơn, họng xăng SCK Racing 36 kết hợp với lại lập trụ KN. Còn phần ở cu á, mình sẽ đi là ở cu M5 Aracer. Để mà canh chỉnh tròn chỉ hết luôn, mình sẽ kết hợp với AFR. Mình sẽ kết hợp với AFR để mà canh chỉnh sang cổ tròn chỉ hết từng ốc ga. Đó, thì bây giờ mình sẽ tiến hành ráp máy cho anh em xem hơn. Rồi
Đi số bắp 1922 ICS, số bắp đồ chơi ha. Còn cái hồng xăng mình sử dụng á, hồng xăng này là hồng SCK Racing. SCK này là size 36 nha, này là lọc chủ cái em xịn. Mình đi dơ mình có thể vệ sinh được. Rồi, bô này là bô em đến leo móc. Thì xe này đang đi là hồng su vượt 32. Thì mình lên cái bích tông 62 á, thì mình phải thay cái hồng xăng lớn hơn. Thì gió nạp nó mới đủ thì mình thay vô là hồng 36. Và ô tu xe này đang đi là ô tu lít neo. Thì mình đổ luôn qua ô tu Adesor M5. Tại vì ô Adesor M5 á, thì mình biết canh chỉnh nó dễ hơn. Ủa mà cô bị xe lít neo rồi thì mình đồ á. Đó, xe này em đi là Isuzu nét leo ha. Thì mình đổi qua mình xài Isuzu M5. Đây Isuzu M5 trên xe luôn. Mình nhấn mạnh với lại anh em nữa, mình thích xài Isuzu M5 là tại vì nó có AFR ha. Nó có AFR để mà hỗ trợ canh xăng. Thì cái AFR đó là rồi, điện thoại của bạn đâu? Đây. Thì mình sẽ mở điện thoại và
thực hiện bấm rền máy nổ để cho anh em dễ quan sát hơn. Xe này bô am và móc am luôn. Thì chủ xe là không có đu bơi, chủ xe chọn phương án là đi tu bền càng êm thì càng tốt. Rồi đây là phần bàn Alisson đã tuôn cục ECU mà năm này. Như rồi thì đây là phần mềm Aliso để tune Aliso màu 5. Rồi mình sẽ bấm vào đây và mình sẽ thực hiện bấm là nổ xe exhaust 2. Bấm là nổ. Thì nó hiện lên tỷ lệ xăng gió cho đây thôi. Cảm ơn anh em. Điểm hẹn.